Bạch Thầy, Đức Phật có chấm đỏ trên đỉnh đầu, điều đó ý nghĩa là gì ạ? Ủa sao biết Phật có cái chấm đỏ? Chắc có lẽ là quý vị nhìn cái tượng Phật, trên đỉnh Phật có một cái gò cao cao vậy nè. Thì tùy theo cái màu, thí dụ như cái tượng đó người ta tô màu, biết không? Tóc đen thì người ta hay tròn cái chỗ đó màu đỏ. Có nhiều khi như tượng ở đây là tượng đồng thì mình chẳng thấy đỏ đen gì hết, chỉ thấy toàn là một màu. Nhưng Pháp Hòa hiểu ý cái câu hỏi là ở trên đỉnh đầu Phật có một cái gồ nhô cao cao lên vậy đó. Cái đó là cái gì? Cái đó không phải là cái búi tóc, mà giống như phim Tàu mình hay coi thấy người ta có cái cục tóc ở trên đỉnh đầu đó. Cái đó không phải, mà đó chính là cái đỉnh đầu của Đức Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, trong đó có một cái tướng tốt là cái đỉnh đầu này nhô cao. Nhưng mà bởi vì người ta làm tượng, người ta muốn nói lên cái tướng đẹp của Phật, thì người ta phải làm nó nhô cao một chút để cho mình nhận diện cái đó là cái đỉnh đầu. Chứ thật ra Phật cũng có cao dữ vậy đâu, phải không? Nhưng mà cái chỗ đó trong kinh gọi là gì? Trong kinh gọi chỗ đó là nhục kế. Nhục là thịt, nhục là thịt, kế là cái đỉnh, thấy không? Có khi gọi là đảnh tướng hay là vô kiến đảnh tướng. Mình ngồi dưới này, quý vị không thể nhìn cái đỉnh này được, trừ khi nào mình đứng ở trên cao mình nhìn xuống mới thấy cái đỉnh, còn mình nhìn ngang về là không thấy. Cho nên gọi là vô kiến. Vô kiến là không thể thấy, phải không? Đảnh tướng là cái tướng đỉnh đầu mình không thể thấy. Mà cái chỗ đó tượng trưng cho gì? Cái chỗ đó là tượng trưng cho thiền định. Nghĩa là khi chúng ta có sự tập trung thì tất cả mọi tuệ giác nó tập trung vô cái đỉnh đầu của mình. Cũng giống như người ta nói, để tôi suy nghĩ coi. Mình nói vậy cái mình lấy cái tay mình làm gì? Thấy không? Bất cứ chuyện gì nói về sự suy nghĩ thì người ta đều nói ở đây. Cho nên khi mình ngồi thiền, khi mình ngồi thiền á, là mình tập trung tất cả mọi cái hiện tượng trước mặt mình, chuyện gì đang xảy ra mình biết rõ. Mà trước hết là tập trung về hơi thở của mình, biết mình đang vô, đang thở ra, đang thở vô. Cho nên cái chỗ đó gọi là cái nhục kế, tượng trưng cho sự định. Cái định, mà cái định này đã đạt được một cái mức định thâm sâu mà chỉ có Đức Phật mới có được cái định đó. Còn mình bây giờ cũng định vậy, nhưng mà ai ghẹo tới mình thì mình đủng đỉnh một chút. Mình lung lay một chút. Cho nên cái chỗ này có hai tên ha. Một là nhục kế, hai là vô kiến đảnh tướng. Đó là một việc. Còn trường hợp thứ hai, nếu mình thấy Đức Phật có một cái chấm ngay giữa này, thì mình cũng có thể nghĩ là tại vì phong tục Ấn Độ người ta chấm một chấm ngay đây. Nhưng mà thật sự ra cái đó gọi là cái bạch hào của Đức Phật, tức là Đức Phật có một cái lông mày trắng ở giữa đây, mà nó không nằm bên phải, nó không nằm bên trái, mà nó nằm ngay giữa, để biểu tượng cho lòng từ bi của Đức Phật bình đẳng không thiên vị. Cho nên khi mà Đức Phật nói pháp á, thì người ta hay diễn đạt cái tâm của Đức Phật. Lúc bấy giờ ở nơi chặng mày của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang trên thấu đến thiên đường, hay là trời hữu đảnh, dưới tận xuống địa ngục. Thì cái câu đó có nghĩa là lòng từ bi của Đức Phật sắp sửa nói pháp, không phân biệt, không có phân biệt cho người cao kẻ thấp, mà Phật nói pháp như một trận mưa rào, mưa tuôn ra. Hễ cây lớn thì hút nước nhiều, cây vừa thì hút nước trung bình, cây nhỏ thì hút nước ít. Mà nếu cái cây đó là cái cây không có rễ, mà cái cây nó chết khô, thì nó có thu nước được không? Không. Cũng như vậy, chúng ta nghe một bài pháp của một vị nào giảng đó, có khi người mà hiểu biết nhiều, thâu nhận rất nhiều. Người sơ sơ thì nhận sơ sơ, người chưa biết gì hết thì nhận chút ít. Chỉ trừ người không muốn nghe. Người không muốn nghe gọi là đạo gốc.
tới giờ giảng ra gốc cây ngồi. Kêu đạo gốc. Người không muốn nghe kêu đạo vòng, tới giờ giảng đi vòng vòng. Còn mình có khi nếu mình nghe, mình nghe mà mình hiểu được một chút, mình ứng dụng một chút, thì từ cái chút đó nó sẽ tăng trưởng nhiều. Cho nên pháp của Phật là bình đẳng như mưa. Hễ mình tùy theo sức thu nhận của mình mà mình tiếp nhận được. Như là mưa vậy, cây nào hút nước nhiều thì sẽ nhận được nước nhiều. Đại khái là như vậy. Thầy nói thêm cái phần đó để cho đại chúng biết cái chỗ đó gọi là nhục kế, hay là cái chỗ này gọi là gì? Bạch hào. Quý vị có nhớ cái câu mà bạch hào uyển chuyển ngũ tu di không? Cái câu mình hay tán thán Phật Di Đà đó. Như vậy thì đại chúng nhớ nha, tất cả chư Phật đều có 32 tướng tốt giống nhau. Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật nào cũng có 32 tướng đó. Tại sao vậy? Tại vì các ngài thành Phật thì các ngài phải tu cái nhân thành Phật. Mà 32 tướng tốt này là 32 cái quả do 32 cái công hạnh tu hành, chứ không phải tự nhiên mà có. Mình tu cái phần nào mình được cái phần đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, tất cả chúng ta ngồi đây, có thể chúng ta không có đủ 32 tướng của Phật, nhưng mà có thể ít nhất chúng ta có một hoặc hai. Ví dụ mình có cái nhân trung sâu là một rồi, mình có cái cổ hai ba ngấn vậy đó, rồi cái óc của mình không có bị lõm, cái óc của mình nó bằng, chân của mình nó bằng, thí dụ vậy, tai của mình nó dài nó suông, thí dụ vậy đó, thì đó là một trong những cái đức tướng. Thậm chí người mình không có hôi, thường ta kêu mồ hôi, nhưng mồ của mình thơm không có hôi. Đó là cái gì? Đó là cái phước hết. Đó là cái phước hết. Cho nên Đức Phật có 32 tướng tốt mà do cái Đức Phật tu mà được, chứ không phải tự nhiên. Ví dụ đời này á, mình nói cái gì ra người ta kính tin cái lời nói của mình, đó là vì chúng ta nhiều kiếp không nói dối. Còn đời này điều gì mình nói ra thì cũng nghi ngờ hết. Nói trời sao tôi đâu có làm gì người ta, tôi nói ra ai cũng nói phải không đó. Thiệt không bà? Là mình biết something wrong rồi đó. Nhưng mà nhiều khi không phải đời này mà do nhiều đời trước, phải không? Có nhiều khi mình gặp một ai gặp mình tự nhiên người ta không có cảm tình, là mình với người đó có cái gì đó trong cái quá khứ mình không biết. Cho nên tất cả đều có cái nhân duyên của nó. Bạch thầy, tại sao con càng học Phật lại thấy mình nhiều lỗi quá? Có phải con đi lộn đường không? Hột dịch mà còn lộn huống chi mình. Thưa đại chúng á, khi mà mình tu mà mình thấy mình có cái lỗi đó, nó có cái hay. Như người xưa thường dạy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình lỗi. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ thấy chúng ta ngu và lỗi và chúng ta dừng chỗ này, thì cái ngu và lỗi này nó trở thành trở ngại cho mình. Nếu mình thấy mình ngu thì mình phải ráng chịu khó học. Nếu mình thấy mình lỗi thì mình ráng mình tu sửa cái lỗi. Như vậy mình mới người là người thăng tiến. Pháp Hòa ví dụ như mình nói với con mình, con nấu cơm hư, nấu khét mà không chỉ nó cách nấu. Như vậy đâu có được. Như vậy mãi mãi cái hư nó sẽ ở với con mình cho suốt kiếp. Cho nên thấy lỗi là điều tốt. Vì sao? Vì Đức Phật dạy trong kinh, trên đời này có hai hạng người quý. Một là người không lầm lỗi, hai là người có lỗi mà biết phục thiện. Và trong năm cái điều trở ngại cho mình, năm cái điều chướng ngại, trong đó có hôn trầm là buồn ngủ nè, không tin là bất tín nè, giải đãi là lười biếng nè, trạo cử nè, nhúc nhích, cửa quệ, rồi gì nữa, hối hận. Thì cái chỗ hối hận đó, tại sao người hối hận là tốt? Vì chỉ hối hận mà không biết sửa những cái gì mình hối hận thì nó thành trở ngại cho mình. Ví dụ có nhiều người đi đến con đường tự vận. Tại sao? Thấy mình lỗi quá, thấy mình sống mấy chục năm
hại gia đình, hại cha hại mẹ thôi, cuộc sống tôi bây giờ vô nghĩa quá, chết. Cái đó không đúng. Mình thấy suốt 30 năm qua mình làm khổ cha mẹ, bây giờ mình thấy cái lỗi đó rồi, thì kể từ bắt đầu từ hôm nay mình phải làm lại cuộc đời để mà mình bù lại hay là chuộc lại những cái sai lầm mà chúng ta đã làm. Ngày xưa mình không biết mình dùng cái thân này làm bậy, đừng có bỏ cái thân này. Vì sao? Vì thân này nó quý lắm, mất cái thân này không biết chừng nào có nữa. Cho nên ngài Quy Sơn mới dạy làm sao: nhất thất nhân thân và kiếp bất phục. Một lần mất thân rồi muôn kiếp khó có được. Cho nên đời này có thân không nên hủy thân, không có nên làm cho cái thân của mình nó thành ra trở thành vô nghĩa. Người xưa dạy mình sao: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà ôi cát bụi tuyệt vời. Cát bụi tuyệt vời là thân này trước sau cũng cát bụi, nhưng mà trước khi nó thành cát bụi, chúng ta hãy xây nhà lầu, xây biệt thự, mặc dù nó là biệt, nó là cát bụi. Nhưng đừng thấy cái thân này cát bụi rồi chúng ta không làm được gì hết. Vì vậy mà kinh Pháp Cú dạy mình á: như nhiều cánh hoa kết lại thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân con người sanh tử này, chúng ta hãy làm thật nhiều điều tốt, điều thiện sự. Cho nên trước khi thân này hủy, phải dụng thân này cho đúng. Giống như bình hoa này, mình biết trong 2 tuần tới nó sẽ không đẹp được như vậy đâu. Cho nên trong những ngày này, chỗ nào cần trang trí, bưng nó tới. Hồi nãy nó trong phòng ăn á, giờ nó ra bàn này, thấy không? Rồi cái lát tới chiều nữa em tổ chức thiền trà, bưng nó xuống đất, trang trí cho thiền trà. Thậm chí, xin lỗi, ngày mai có một cái đám gì đó cần bình hoa này, vẫn đem nó ra sử dụng. Vì bản thể nó là phụng vụ cho chỗ nào cần có mặt thì mình hãy có mặt. Mình hãy có mặt, mình hãy có mặt cho cuộc đời này trước khi mình vắng mặt. Cho nên đừng bao giờ vì giận ai mà cứ vắng mặt hoài. Hỏi thôi, có mở ở chợ cũng đông, không mở thì chẳng bữa không bữa nào. Pháp Hòa mới nói có mợ thì chợ, không mợ thì chợ cũng đông, phải không? Nếu có mợ thì chợ sẽ đông thêm một người. Cho nên đừng có giận ai mà mình tự vắng mặt cho những cái buổi cần có mặt. Ví dụ dỗ cha mẹ, mình giận anh giận em đâu có liên hệ gì tới cha mẹ. Mà có nhiều khi trong một gia đình cúng dỗ mà hãy có người này không có người kia, có người kia thì không có người này. Thiệt sự cái buổi cúng dỗ đó đó, quý vị biết không, tại mình không thấy thôi, chứ cha mẹ buồn đó, cha mẹ sẽ rất tủi đó. Cho nên mình nên dẹp cái ngã đó đi. Cái đó là sống bằng bản ngã đó. Mà cái ngã là cái tôi, mà cái tôi của mình nó nhỏ xíu à. Còn cái đại thể nè, đại thể mới quan trọng. Còn cái mình là tiểu ngã thôi, ở đây là đại thể. Cho nên mình bỏ được cái đó gọi là tu đó. Mình cứ luôn luôn tâm niệm ta không là gì, ta mới là tất cả, phải không? Ta không là gì, ta mới là tất cả. Thí dụ mình nói tôi là ca sĩ, cái mấy sĩ khác không làm. Còn mình nói tôi là tu sĩ, quét nhà cũng được, nấu ăn cũng được, chùi cầu cũng được. Tại vì người tu sĩ là người phải làm tất cả việc. Vì tu là sửa, người tu là tu sĩ. Anh chùi cầu là chùi tâm, anh quét nhà là quét rác tâm. Chỗ nào cũng là chỗ anh tu hết. Chứ không phải là mình một cái sĩ nào rồi mình không làm những sĩ khác. Một ca sĩ đi quét nhà cũng được. Cho nên có nhiều vị ca sĩ cũng dễ thương lắm, tới chùa thấy việc là làm, tới giờ là lên hát, phải không? Cho nên mình tự cho mình là ai rồi không làm việc đó sẽ lỗ. Còn mình không là gì thì mình lân mẫn với tất cả mọi nơi. Cho nên các vị Bồ Tát là vậy đó. Bồ Tát là người có khả năng lân mẫn với tất cả mọi nơi mọi chốn, tùy theo cái nhu cầu của chúng sanh. Nếu con chép kinh bằng tay
Vậy khi con mất, kinh con chép phải làm thế nào? Con có thể thiêu chung với con được không? Dù á, mình không có hỏi cái này mà giấy tiền vàng bạc cũng mua chép chôn, mua thiêu, mua đốt thêm mà. Cái việc mình chép kinh xong, mình muốn giữ lại cho con cái kỷ niệm cũng được, mình muốn đem theo cũng được, không có sao hết, cái đó tùy mình thôi. À, có nhiều khi mình chép xong một quyển kinh, mình để lại cho con cháu giữ làm kỷ niệm, cái dấu bút, cái bút tích của mình, và có thể những lời đó là những lời hay. Cho nên lựa những cái kinh nào nó có cái tính chất hướng dẫn cho một con người tu tập thì chúng ta nên chép, rồi để lại cho con cháu giữ kỷ niệm. Thứ nhất là lưu lại cái bút tích của mình, thứ hai là cái nội dung của cái quyển kinh đó có thể giúp cho con mình được chuyển hóa. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích Phật Phạm Thiên, tức là tượng Phật tứ diện Thái Lan. Bữa nay qua tới Thái Lan. Thưa đại chúng, ở bên Thái Lan á, người ta có một cái tượng bốn mặt, rồi có mấy tay đó. Thường thường quý vị qua Thái Lan quý vị thấy đó. Thì cái tượng đó không phải là tượng Phật. Người Thái Lan người ta tạo cái tượng đó, người ta gọi là Phạm Thiên. Phạm Thiên tức là một vị đấng tạo hóa, một vị trời. Nói theo người Việt mình là ông trời. Còn người Ấn Độ, Hindu, tức là Ấn Độ giáo, người ta gọi đó là tượng Phạm Thiên, đấng tạo hóa. Cho nên người ta thờ cái tượng đó như là một ông thiên. Việt Nam mình á, thờ bàn thiên không có tượng, chỉ đặt cái bàn trước cửa, rồi để cái bát hương, rồi mỗi ngày mình ra mình thắp hương, mình kêu là thờ ông trời. Thì ngược lại người Thái Lan, người ta không thờ cái bàn thờ trống trải để gọi là bàn thiên, mà người ta tạo cái tượng đó để người ta gọi là Phạm Thiên, ông trời. Còn ổng ra làm sao em không có biết. Cho nên là quý vị thấy không, mình có 20 chùa, có chùa nào Phật giống nhau đâu. Vì sao? Vì tất cả tượng Phật là do sức tưởng tượng của con người. Mình tưởng tượng Phật ra làm sao, mình làm Phật kiểu đó. Cho nên Phật người Hoa nhìn giống người Hoa, Phật Việt giống Phật Việt, Phật Nhật giống Phật Nhật, Phật Thái giống Phật Thái, eo ướt đồ đầy đủ hết. Đó là Phật nào ra nước nào nhìn là biết liền. Cái đó cũng là cái hay, bởi vì Đức Phật của chúng ta đi đến đất nước nào thì Đức Phật của chúng ta hòa chung với cái văn hóa của đất nước đó. Như thế chúng ta có thể nói một câu gì, đạo Phật gắn liền với dân tộc. Dân tộc đó có những văn hóa, những tập tục nào, đạo Phật cũng có thể hội nhập. Và trong khi hội nhập, thổi vào đó những đạo lý sâu sắc để làm cho cái văn hóa, cái truyền thống đó thêm cao đẹp. Như Pháp Hòa hay ví dụ, làm cơm cúng bàn thờ ông bà tổ tiên không phải của đạo Phật, cái đó là văn hóa của người Việt Nam. Như vậy thì không phải anh là người đạo gì không cần biết, nhưng anh là người Việt Nam thì khi anh tưởng nhớ người thân mình thì văn hóa của người Việt Nam là tưởng nhớ người thân bằng một mâm cơm. Vì người Việt Nam gặp nhau là hỏi gì? Ăn cơm chưa? Ăn uống gì chưa? Chị đi đâu vậy? Quẩn không? Ngồi lại đây ăn với tôi ba hộp. Mặc dù ăn tới ba chén lận, nhưng mà lịch sự và khiêm cung gọi nhau. Quý vị thấy không? Cuối tuần rảnh, nhà tôi nấu phở, chị qua ăn chơi. Người Việt Nam hiếu khách, lúc nào gặp nhau là đãi. Đi đâu trên xe đầy đồ ăn hết, đi tới về nhà đồ ăn cũng còn. Rộng rãi vậy đó, phải không? Cho nên văn hóa người Việt là đãi nhau. Cho nên nói tới cúng kính, chúng ta cũng đãi nhau một mâm cơm. Đi chùa ăn cái nấu chè, nấu xôi, mua trái cây, mua bánh gì đó lên cúng Phật, riết Phật tiểu đường hết trơn. Chứ vậy quý vị thấy không, Phật đâu có đòi hỏi. Mà thậm chí quý vị đem lên Phật còn không biết món đó mà. Phật đâu có biết chè xôi nước ra sao. Phật đâu có biết chè táo sọn đâu. Nhưng mà mình ăn cái gì, mình cúng cái nấy.
Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái văn hóa của người Việt Nam, từ khi chúng ta còn sống cho đến khi chúng ta qua đời, chúng ta cũng đều tưởng nhau qua một bữa cơm. Cho nên khi đạo Phật tới đất nước Việt Nam, thấy cái văn hóa cúng kính rất đẹp, đạo Phật mới tiếp nhận cái đó như là một cái truyền thống văn hóa. Nhưng mà rồi mình thổi cái gì vào đó? Thổi những lời kinh, những bài kệ để chúng ta nhắc nhở nhau trên cái chuyện cúng kính. Quý vị thắp hương, quý vị nói hôm nay ngày giỗ của ba, chúng con ở hải ngoại, ở đâu đó nhớ đến ngày này, chúng con làm cơm cúng dường ba để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của ba, sẵn dịp con mời má về chung vui. Nói một cách rất Việt Nam, đúng không? Còn quý thầy mà cúng, quý thầy còn thêm vô đó nữa, thêm những cái lời kệ, những câu kinh để nhắc nhở mình. Cúng xong rồi, người chết no đủ siêu thoát, người sống cũng siêu thoát. Người sống á, nghe những cái lời nhắc nhở, lỡ đang giận ai cũng xả được, phải không? Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Phú quý vinh hoa là cơn gió thoảng. Trăm năm kiếp sống chỉ một phút hơi tàn, giận nhau cho chi cho cả làng cả xóm. Nghe xong rồi siêu cái phiền não đó, hết buồn hết giận. Vừa siêu phiền não, lát bưng mâm cơm nó xuống ăn no bụng, nuôi thân nuôi tâm. Quý vị thấy quý vị về chùa không? Không có cái lễ nào mà không có ăn. Nhưng mà đâu phải chùa đi tới chùa để ăn, nhưng mà đó là văn hóa của người Việt. Tới chùa trước lễ Phật, nghe pháp là no tâm. Lát nữa mình xin miếng cơm chùa, no gì? No bụng. Đến chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Mà bây giờ nếu không cho ăn, rủ nhau đi ăn bên ngoài, phải không? Tốn tiền mà ăn mặn. Bây giờ chùa nấu chay, mình được nửa ngày chay. Rồi nếu mà dư thức ăn chay, mình xin về mình ăn trọn một ngày chay. Như vậy đến chùa được nuôi dưỡng không? Đến chùa được nuôi dưỡng, chẳng những nuôi dưỡng mà còn lời nữa. Tại sao lời? Được ăn, được nói, được gói mang về. Đó, chùa là vậy đó, thấy không? Cho nên đó là cái vụ mà mình thờ ông trời cũng không phải của đạo Phật, nhưng mà cũng không có gì sai. Người ta có cái tín ngưỡng, nhưng mà đạo Phật thổi vào đó, ông trời nghĩa là ở trên nhìn xuống. Cho nên ở ngoài có ông thiên, vô nhà ở giữa gian nhà thờ cái gì? Thờ ông bà, hay là trên ông Phật, dưới ông bà, ra sau bếp có ông gì? Như vậy á, đạo Phật muốn nhắc cái gì biết không? Đời sống của chúng ta nếu nói là thiện, chúng ta hãy nên thiện từ đầu cho đến đuôi trọn vẹn. Cho nên trước như vậy, giữa như vậy và cuối cũng như vậy. Tình yêu của mình lúc mới gặp như vậy, sống với nhau có bao nhiêu người con cũng thế, mà rồi già rồi cũng thế. Cho nên lúc còn yêu, lúc đã yêu và lúc về già. Tu hành cũng vậy, sơ phát tâm, tức là mới đầu phát tâm tu, trên đường tu cho đến cuối ngày mình tu, biểu tượng cho ba thời. Cho nên mình mới cúng rằm tháng giêng, cúng rằm tháng bảy, cúng rằm tháng mười. Rằm tháng giêng là thượng nguyên, rằm tháng bảy là trung nguyên, rằm tháng mười là hạ nguyên. Phải đời người có ba nguyên không? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Giờ 50 là downhill rồi. Đó, 30 là đang trên đường uphill. Lên tới 50-60 là downhill rồi, phải không? Cho nên cúng như vậy là để nhắc nhở thôi. Vì vậy đại chúng nhớ là khi chúng ta làm việc gì đều có cái ý nghĩa như là sự nhắc nhở cho mình, chứ không có gì lạ. Con có câu hỏi. Trong kinh Phước Đức có câu tránh xa kẻ xấu ác, vậy xin thầy trả lời cho con, kẻ xấu ác là người như thế nào?
Nếu người thân rượu chè cờ bạc nói dối có gọi là kẻ xấu ác không? Thưa đại chúng á, trước hết mình định nghĩa chữ ác với chữ thiện. Chữ ác nghĩa là tổn giảm, chữ thiện nghĩa là tăng ích. Chúng ta làm việc gì mà tổn giảm đến cái lòng từ, tổn giảm đến cái tình thương, tổn giảm cái niềm vui của người khác đều được gọi là ác. Và cái ác này nè, người ta sợ giống như một loại dịch bệnh, cho nên người Việt gọi là ác ôn. Chữ ôn này là ôn dịch, chữ ôn này là ôn dịch. Và người Việt, ông bà chúng ta dạy chúng ta rằng cái xấu ác trong cuộc đời này, những cái điều làm tổn thương đến người khác, nó xấu như nó, mình phải sợ nó giống như là sợ dịch bệnh vậy đó. Đó, bây giờ là thí dụ cụ thể nhất là cái hồi Covid đó, sợ không? Sợ quá trời. Như vậy thì mình sợ dịch bệnh như thế nào thì mình phải sợ cái ác nó giống vậy. Đâu có cần đâm hay giết người gì đâu, một con vi trùng rất nhỏ nó chui vô trong người thôi là mình chết liền. Một cái tâm niệm sân si phiền não nó chen chỏi vào trong cái tâm thức mình thôi, mình cũng trở nên một con người xấu, xấu tính. Thí dụ như người đó có tâm cái máu tham thôi, xấu tính lắm. Xấu từ cái ăn, xấu từ cái vật dụng xung quanh. Ăn xong rồi chưa kịp, mỗi người chưa ăn xong đã đi lấy bịch, lấy thau gom góp đem về, thí dụ vậy. Không ai nói gì nhưng người ta nhìn vô đó, người ta thấy được cái tâm tham của cái người đó. Cho nên chữ ác là gì? Là làm cho mình bị tổn giảm cái danh dự, cái tư cách, cái đạo đức. Thì thiện là tăng trưởng. Như vậy trong này hỏi là mình lánh xa kẻ xấu, nghĩa là mình có những người cái đời sống từ cái lời nói hành động họ không có tăng trưởng được cho mình mà tổn giảm. Mình chưa đủ đạo lực thì thôi né những vị đó một chút. Còn như trường hợp mình đủ đạo lực để mình có thể hướng dẫn được cho người đó thì chúng ta nên hướng dẫn. Nhưng trước hết nếu mình không đủ đạo lực thì không dám. Bên cạnh câu này hỏi nè, những người rượu chè cờ bạc nói dối là kẻ xấu ác không? Những người này đầu tiên chưa là cái xấu ác, nhưng mà đây là cái nhân, cái nhân của xấu ác. Tại vì khi mà người ta thua bại, khi mà người ta nghiện rượu, khi người ta cần tiền thì sao? Bắt đầu chuyện gì cũng có thể dám làm. Cho nên những cái điều xấu á, nhiều khi nó chưa thật xấu, nó chỉ là cái nhân để đưa đến cái ác thôi. Mới đầu thì mình sống, mình tự tổn hoại đến thân tâm của mình, rồi từ từ bắt đầu mình mới đi đến những cái pháp gọi là xấu dở khác. Cho nên mới đầu á, là mình sống dở, rồi từ đó mình tăng trưởng được cái nhân của cái ác. Ba con mất đã lâu, chôn ở Việt Nam. Mẹ con mất thiêu ở Mỹ được 3 năm rồi. Con muốn hốt cốt của ba con thiêu rồi qua Mỹ hỏa táng cũng như vậy có được không? Tức là một người mất ở Việt Nam, một người mất bên này, rồi bây giờ mình muốn đi về Việt Nam thiêu rồi mang qua Mỹ chôn chung. Thưa đại chúng á, khi chúng ta mất đi rồi, chúng ta có 5 phương cách để giải quyết một cái thi thể đã qua đời. Một là chúng ta thiêu gọi là hỏa táng. Hai, chúng ta chôn gọi là thổ táng. Ba, chúng ta thả xuống nước như Ấn Độ gọi là thủy táng. Còn những cái đất nước như Tây Tạng không có đất chôn, không có củi đốt thì bỏ lên rừng cho chim ăn gọi là điểu táng. Nghĩa là tùy mỗi quốc gia mà cái hoàn cảnh người ta không có thì buộc lòng người ta phải giải quyết một cái thi thể chết theo cách nào đó. Việt Nam mình thì hạnh phúc hơn, củi cũng có mà đất cũng có, cho nên mình mới có chuyện chôn hay thiêu. Mà đã là giải quyết thì không có chuyện gì gọi là tốt xấu cả, tùy hoàn cảnh của mình thôi.
Cho nên quý vị làm việc gì mà cả gia đình đồng lòng giải quyết cái xương cốt của cha mẹ thì nên bàn thảo, chứ không có chuyện nên hay không nên, tốt hay xấu về việc trong này. Ở đây là thuận lợi cho gia đình không? Nếu gia đình cùng đồng lòng về bên đó thiêu ông cụ rồi mang qua đây, mà nếu được nữa thiêu xong rồi thủy táng luôn cũng tốt, thấy không? Để cho mình đời mình nó nhẹ nhàng, vì đời sau con cháu chắc gì đã giữ, thấy không? Thì nếu mình nghĩ vậy, còn không thì mình chôn cũng được, mình gửi vô chùa cũng được, tùy mình giải quyết sao mà để cho mọi việc trong gia đình nó yên thấm, chứ không có chuyện tốt xấu ở đây. Có cần đắp mền quang minh, đội nón, ban bao tay cho người chết không? Nếu có cần hay không thì hỏi người chết. Chứ người ta đang nóng mà mình đắp rồi ta không chịu sao? Cái việc mà mình đắp cái mền đó, mình đội cái mão đó là việc của mình chứ không phải việc của Phật. Đức Phật, thời Đức Phật không có cái này. Nhưng mà cái này là do các tổ chúng ta tạo ra để làm một cái phương tiện giúp cho chúng ta trên cái phương diện làm một cái ma sự. Thật sự á, người Á Đông mình đám tang hơi rườm rà, chứ còn Ấn Độ là người ta đơn giản lắm. Các nước khác người ta đơn giản lắm, như là ở bên bên Đài Loan người ta làm đơn giản lắm. Chỉ có người Việt mình là hơi rườm rà, mà thậm chí mình còn mang một cái tâm niệm là làm đám nào cho lớn á, để nở mặt nở mày với hàng xóm, chết rồi mà nở cái gì nữa, phải không? Nhưng mà cái nở mặt nở mày của mình phải nhìn lại, nhiều khi mình làm phiền hàng xóm nhiều hơn nở mặt nở mày. Độ tổ chức đám tang 3-4 ngày, đèn kèn trống hát in ỏi trong xóm đó hết, người ta ngủ không được, rồi người ta phiền mình. Nhiều khi cái việc làm của mình cũng nhìn lại, Pháp Hòa không nói mình làm sai nha, mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà đôi khi cái việc làm của mình, mình phải nhìn lại cái việc đó. Thì ở đây chư tổ phương tiện tạo cho mình một cái áo, phải không? Một cái nón, rồi khắc những bài kinh lên đó để gọi là sự trợ duyên, trợ lực cho người mất, và đồng thời á, cũng là tâm lý người còn sống đó. Mình cho cha mẹ mình mặc cái này coi bộ ấm cúng rồi đó. Cũng giống như người xưa mà người ta chuẩn bị bộ đồ già vậy đó. Các cụ của mình ngày xưa đó có tiền là sắm đồ thọ để sẵn, rồi sợ con cái không biết mặc á, còn khỏe kêu lại chỉ mặc cái này ở trong, mặc cái này ở ngoài, rồi nãy bên ngoài, rồi cái nào phải đeo phải bao gì đó. Mình dặn thì dặn, chứ lúc đó người ta nhớ thì còn đỡ, người ta quên rồi chịu thôi. Cho nên cái đó có cũng tốt, không có cũng không sao. Nhưng mà đơn giản thì một cái tấm Đà La Ni đắp bên ngoài, tại vì mình để cái thi thể nằm trơ, không có cái gì phủ lên, nhìn thấy nó trống trải quá, cho nên mình mới có một tấm vải phủ lên. Bây giờ nếu cắt một tấm vải phủ lên thấy nó cũng thường quá, thôi kệ, cho khắc mấy bài kinh lên, thấy không? Thầy chú nguyện thêm trong đó, thêm cái năng lực, đại khái vậy thôi. Cho nên cái việc đó tùy mình ha. Thưa thầy, con được biết trong sự tìm hiểu của con thì lễ Hằng Thuận rất ý nghĩa, nhưng có một người khác nói với con rằng khi người ta làm lễ Hằng Thuận là thầy đó cầu nguyện nhiều lắm, vì khi làm lễ Hằng Thuận là cuộc hôn nhân đó sẽ rất nhiều sóng gió và đưa đến sự đổ vỡ, rất là không nên kết hôn trong chùa. Thầy đó nói vậy phải không? Cái này em mới nghe. Chuyện này là mới nghe cho nên là không biết. Nhưng mà theo Pháp Hòa biết, theo Pháp Hòa biết, cái chữ Hằng Thuận là do một vị tổ Việt Nam mình đặt ra, đó là tổ Thiện Hòa. Ngài đã khéo léo phương tiện tạo cho chúng ta một nghi thức, một cái lễ thành hôn trong chùa, mục đích là để cho chư tăng có dịp nhắc nhở đôi nam nữ Phật tử trẻ mới kết hôn
vì họ là người thương nhau, họ đến với nhau. Nhưng nếu mình không có sự nhắc nhở, dạy dỗ, thì sợ họ không đủ cái sức nhẫn nại, cái sự chịu đựng, cái sự hài hòa để họ đến với nhau cho trọn một cái kiếp mà họ đã chọn làm chồng làm vợ nhau. Cho nên Ngài đã đặt cho cái lễ này bằng hai chữ hằng thuận. Chữ hằng là thường hằng xuyên liên tục như vậy. Chữ thuận là tùy thuận. Bây giờ mình không đám cưới, mình không cho nó đám cưới, nó cưới không? Nó cũng cưới. Đó, rõ ràng nó trả lời rồi đó. Mà nếu như mà bây giờ nếu mình không cho cưới á, một á là họ tự cưới, hai là họ không thèm cưới. Nếu mình là nhà gái là mình lỗ, phải không? Người nhà trai người ta lợi. Nhưng mà cuộc đời á, ai cũng quan niệm là đời người con gái một lần đám cưới là cái sự vinh dự cho mình. Cho nên Tổ Thiện Hòa Ngài đã khéo léo đặt cho cái lễ này là lễ hằng thuận, thường xuyên tùy thuận chúng sanh, rồi đem cái pháp Phật giáo hóa chúng sanh. Bởi vì Đức Phật có dạy rõ ràng ở trong bài kinh gọi là kinh giáo giới Thi La Việt, Đức Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, con đối với cha mẹ có 5 điều, cha mẹ đối với con có 5 điều. Phật dạy rất kỹ trong bài kinh đó. Thầy đối với trò, trò đối với thầy, người chủ đối với người làm, người làm đối với người chủ. Tất cả lời dạy đó đều nằm trong cái bài kinh đó hết. Giáo giới Thi La Việt, vì cái tên của anh chàng đó, Thi Ca La Việt. Bây giờ đôi nam nữ đó về chùa, mình cho lễ Phật xong rồi mình nói các con hãy đọc 5 lời phát nguyện. Chúng con nguyện từ nay kết thành vợ chồng, vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau. Chúng con nguyện từ nay sẽ sống hài hòa với nhau. Và chúng con ý thức rằng những lúc giận dữ, bất hòa, nói lời khiếm nhã sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con. Nói lời phát nguyện đó xong, thầy mới giải thích. Trước khi con làm lễ trao nhẫn, thầy sẽ giải thích ý nghĩa chiếc nhẫn cho con nghe. Thứ nhất, chiếc nhẫn được làm bằng đồng, bằng vàng, bằng bạc, tượng trưng cho chất liệu nguyên đã được gạn lọc. Và khi vàng mà vùi xuống bùn, vàng vẫn không thay chất. Để vào lửa, vàng vẫn là vàng. Tình yêu của tụi con cũng vậy. Đến với nhau lúc đầu như thế nào, về sau cũng như thế. Dù mọi thăng trầm trong cuộc sống vẫn không thay đổi cái chất liệu của tình yêu, như là cái chất liệu chiếc nhẫn hôm nay mà mình đã chọn làm. Điều thứ hai, chiếc nhẫn này nó có hình tròn, tượng trưng cho viên tròn đầy đủ. Chúng con hãy nhận nhau trọn vẹn mà không có đòi hỏi. Vợ con như thế nào, dở xấu đẹp lùng sau đó, con nhận như vậy. Và quan trọng là mình nhận nhau để giúp nhau chuyển hóa. Rồi thứ ba, tên của nó là nhẫn, nghe thôi là biết con phải làm gì rồi, phải không? Sống với nhau mà không nhẫn thì làm sao sống trọn được. Đây là ngồi chừng vài tiếng vậy chứ ngồi nửa ngày có nhẫn không cho biết. Đó, huống chi là sống trọn đời. Như vậy đem về chùa làm lễ đám cưới có gì sai không? Đâu có gì sai đâu. Chùa đâu phải chỉ làm đám ma. Thầy chùa đâu phải đi tu cả đời này để chỉ làm chuyện đó đâu. Đã là người tu thì giáo hóa độ sanh, mà đã là phương tiện độ sanh thì mọi thứ tùy thuận, mà không lệch lạc cái chí nguyện của mình. Đám tang mình cũng tới, rồi mượn vô thường sanh tử nói cho người ta ý thức về cuộc đời. Đám cưới mình cũng nhận để mình nhắc nhở cho người ta sống tốt. Đó là mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là chuyển hóa con người, chứ đâu phải chỉ đi tụng đám tang. Và bây giờ mình nói là đi vô trong chùa mà làm lễ như vậy là vợ chồng đó gặp nhiều rắc rối, sóng gió gì đó. Không làm trong chùa nó sóng gió còn hơn. Nhưng mà nhờ làm trong chùa có những hình ảnh, thậm chí thầy tặng cho những món quà
Rồi thầy nhắc nhở từ đó về sau vợ chồng có hụt hẫng gì thì cũng nhớ mà chia sẻ với nhau. Cho nên cái việc đó không có gì sai, thì mỗi người có một quan niệm. Nhưng ở đây Pháp Hòa xin dẫn cái ý nghĩa mà chư tổ Việt Nam chúng ta đã bày ra, để rồi chúng ta hiểu được cái tâm nguyện của người xưa mà ngày nay chúng ta có làm. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta noi theo người xưa làm, nhưng mà chúng ta phải hiểu mọi quốc gia, mọi nơi nó linh động, cho nên chúng ta có thể tùy duyên. Đã nói là tùy thuận thì chúng ta còn tùy duyên để chúng ta làm. Có nhiều cái đám cưới nó không biết tiếng Việt thì buộc lòng phải nói hoàn toàn tiếng Anh. Miễn làm sao mà cho đôi nam nữ đó hiểu được cái mục đích của ý nghĩa vợ chồng. Mà quý vị biết không, thường thường Pháp Hòa làm đám cưới cho mấy người Mỹ xong á, trong khi mình giải thích truyền thống tổ tiên, tại sao con phải lại cha, lại mẹ, lại thầy, lại ông bà, trước khi đám cưới bắt lại bốn lại, trước hết lại cha mẹ, lại thầy tổ, lại người thân quyến thuộc, lại tất cả chúng sanh, giải thích xong hết rồi sướng lên cho lại, nhìn xuống mấy người Mỹ ngồi đó rưng rưng nước mắt hết. Và có nhiều người tới nói tụi tôi muốn nghe cái này xong á, tôi cảm giác như tôi đang refresh cái wedding của tôi, cái marriage của tôi. Và có nhiều người xuống thấy bàn thờ ông bà, mình cho lại ông bà tổ tiên, dâng trà cho cha mẹ. Người Mỹ họ thích lắm, tại vì họ đâu có cái nghi lễ dâng trà, phải không? Rồi bây giờ cha mẹ ngồi đó, con cái dâng trà, họ thấy quý không? Mà cái thường người Mỹ thì đâu có cái lễ mà dâng trà cho cha mẹ. Thậm chí cha mẹ đi giữ đám cưới như người khách vậy đó, không có dính dáng gì đám cưới hết á. Con cái sắp xếp hết, cha mẹ đi như là một người khách. Còn người Việt Nam mình thì cha mẹ sắp xếp hết, hướng dẫn cho con cái. Hai cái đó nó khác. Cho nên mình hiểu việc, mình làm việc không có gì gọi là quá đáng. Thêm hay bớt do chúng ta hiểu mà làm. Mở ra, mở giùm thầy đi con. Hết giờ chưa vậy? Người thân của con mới mất, người mất khi còn sống ăn chay ngồi thiền, nhưng đi theo đạo gì đó ha, người mất lúc nào cũng ước muốn lên thiên đàng. Khi người đó mất, con cúng chay tăng, tụng kinh Địa Tạng cho người mất, và khuyến khích người thân tụng Địa Tạng 49 ngày để hồi hướng cho người mất vãng sanh. Nhưng người trong gia đình nói lúc người mất còn sống không đi theo đạo Phật nên đọc kinh vô ích. Xin thầy cho con hỏi thầy nghĩ sao về suy nghĩ của gia đình? Thật ra mình muốn đi đâu thì mình sẽ được đi. Còn người thân mình mà có tụng cho mình cái gì đó, chẳng qua là cho ta, người ta cho mình thêm tiền. Mình muốn có tiền, mình muốn làm gì mình làm, không phải người ta chỉ mình lên Phật mình đi Phật đâu. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình có một người bạn đạo Chúa, người ta có đức tin, nhưng đây là cái tấm lòng của mình. Mình đến trước cái áo quan hay người mất gì đó, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại cái thói quen mình không biết nguyện khác, mình chỉ nguyện là tôi nguyện cho anh, cho chị gì đó sớm về cực lạc, không có gì trật hết á. Người ta mình gửi cái tâm niệm lành mình, nhưng mà bằng cái ngôn ngữ, cái hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại, nếu mình là đạo Phật, một bạn Chúa của mình tới nói tôi chúc cho hương hồn, linh hồn anh sớm về hưởng hưởng nhan thánh Chúa, hay là về với thiên đường cũng được nữa, không sao hết. Ngôn ngữ nó chỉ là cái phát ra từ tấm lòng của mình. Cái này nè, cái tấm lòng này nó không có ngôn ngữ gì hết á, nhưng mà tại mình nói cái gì thì nó suy ra cái đó thôi. Cho nên mình nên nhận cái tâm lực, còn cái chuyện hình thức lời lẽ nó có khác chút thôi. Cho nên người đó muốn đi về đâu, mình tụng kinh gì, giống như mình thêm sức mạnh cho người đó. Rồi tùy cái nghiệp lực của người đó, không phải mình tụng mà người ta siêu,
Không phải mình biểu mà người ta đi, không phải mình biểu mà người ta đi, nhưng mình tụng kinh để khai thị, để nhắc nhở. Người đó còn bám víu, không đi đâu được hết. Mà người đó giải thoát được sự bám víu vật chất đời thường này, xác thân này, của cải này, người đó sẽ thiêu siêu theo cái tâm nguyện của họ. Cho nên yên tâm cái chuyện đó, đó. Mình không có lo chuyện đó. Quý vị đi đường, thậm chí thỉnh thoảng quý vị đi ngang một cái người nào đó, họ dễ thương lắm, họ nói sao? God bless you. Không lẽ mình quay là mình cãi, mình nói no, I'm not God. Đâu có được. Người ta chúc mình một cái lời chúc, mình cảm ơn. Thậm chí mình nói sao? Same to you. Người ta chúc lành mình chứ ta có nói gì đâu, phải không? Thành thử ra quý vị nên nhớ là cái tâm lành mình cho nhau. Nhưng mà bây giờ một đứa con nít, nó biết nhiều đó thôi thì nó nói nhiều đó thôi. Người Việt nói nhiều đó, người đạo gì ta có chữ nghĩa nhiều đó thôi, ta không có biết gì khác hơn. Có nhiều Phật tử lên chúc Tết cho thầy chứ. Thầy, con chúc thầy năm mới trăm năm hạnh phúc. Có sao đâu. Người ta chúc mình trăm năm hạnh phúc chứ người ta có nói mình trăm năm khổ đau đâu mà lo. Và mình cũng cảm ơn, tại vì trong đầu mình cứ nghĩ trăm năm hạnh phúc là để chỉ cho chuyện vợ chồng. Làm gì có chuyện đó. Mình sống độc thân của hạnh phúc được vậy? Mình sống với chó mèo của hạnh phúc được vậy? Cho nên câu đó đâu có nghĩa gì mà tự nhiên mình đóng khung lại. Đóng khung lại trăm năm hạnh phúc chỉ để cho vợ chồng thôi. Mà cái chữ đó nó có nói gì trong đâu. Phải nói con chúc cho thầy với chị đó. Ta nói là con chúc thầy trăm năm hạnh phúc. Có một Phật tử viết thơ lên cho chùa. Cuối cùng, thầy Pháp Hòa, con chúc thầy vô minh dạng tới. Vô minh mà tới dạng kiếp luôn á. Nhiều khi người ta muốn chúc mình tuổi thọ nhiều mà người ta quên á, thấy không? Rồi có nhiều Phật tử vô chúc, con chúc thầy chúng sanh vị độ. Chữ vị á nghĩa là khó, chữ vị mới là dễ. Ý muốn chúc thầy là chúc thầy dễ độ chúng sanh. Nhưng mà viết nhầm cái chữ là chúng sanh vị độ. Vị độ là khó độ lắm. Rồi có nhiều người ghi vô, con xin cúng giường. Cúng giường là cúng cái giường ngủ á. Hiểu hết á. Mình đọc mình hiểu hết á. Thấy không? Tại vì cúng giường là dê đê. Mà người nhiều vị không biết thì cúng giường là chữ G á. Cái giường ngủ á. Có nhiều người để con xin cúng vườn thầy, cúng nguyên cái vườn hoa. Hiểu hết, mình hiểu hết mà mình nhận hết á. Rồi bây giờ phải mốt là Tết nhất ta tới ta nói chúc cho chị bốn mùa có niết bàn. Tôi có chết đâu mà niết bàn. Niết bàn đâu phải đợi chết. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình bình an không khổ đau là niết bàn. Cho nên người ta có chúc mình niết bàn là người ta chúc cao nhất, đẹp nhất và hay nhất cái từ của Phật giáo. Con chúc thầy năm mới có nhiều niết bàn. Nghĩa là thầy không có buồn khổ gì hết, chị không có buồn khổ gì hết, chuyện gì tới chị cũng xả bỏ được hết. Vì niết bàn phải có đủ bốn chất: thường, lạc, ngã, tịnh. Người nào có đủ bốn chất này, người đó có niết bàn. Cho nên người ta chúc mình niết bàn có sao đâu. Thậm chí người ta chúc mình, chúc chị Tết siêu sanh tịnh độ. Mình nghe mình sợ. Thật sự ai không cần vãng tới cái chỗ, sống tới cái chỗ mà gọi là không còn khổ đau, luôn luôn sống trong cái đất tịnh độ. Quý vị có nhà mới đó, quý vị có thỉnh thầy hay là tự mình cúng gì để trong nhà mình nó sạch sẽ không? Nếu mình không mời thầy mình cũng tự cúng phải không? Còn nếu mời thầy tới thầy cũng cầm ly nước, thầy đi vòng vòng, thầy rắc vậy nè, là thầy rửa nhà cho mình đó. Thầy rửa bụi, thầy làm sạch nhà cho mình đó. Vậy thôi. Hết giờ nhớ báo nha thầy. Dạ chưa tới thầy. Dạ con sẽ báo. Em thấy thầy đi tới đi lui em mừng. Thưa thầy, làm sao để sống vui với người có tính thích kiểm soát? Làm sao để thiền
tập trung trong môi trường quá nhiều distraction. Khi mà mình sống với một người mà luôn luôn có những cái thái độ đối với mình, có khi là kiểm soát, có khi là nghi ngờ, có khi thế này thế kia, thì mình biết rằng đây là một cái chướng, một con người mà chướng của một người mà chúng ta phải sống chung, phải đối diện. Nếu có những dịp nào chúng ta có cơ hội bày tỏ thì chúng ta nên bày tỏ. Còn nếu mình lỡ mình bày tỏ mà vẫn không nghe thì mình phải chịu cái chuyện kiểm soát của người đó. Nhưng một thời gian có thể người đó không thấy cái gì nghi ngờ ở nơi mình. Lý do kiểm là có nghi. Và đôi khi mình cũng nhìn lại mình coi mình làm gì mà để người ta không tin mà người ta phải nghi. Còn nếu mình nhìn lại mình thấy mình cũng sống tốt, sống đàng hoàng, người ta mãi nghi và mãi sót thì cứ cho người ta sót. Sót một thời gian rồi người ta không còn gì sót nữa hết, không? Thì người ta tự động người ta sẽ giải cái đó. Trước hết là mình bày tỏ, sống là phải tin tưởng nhau. Và mình nguyện cũng sẽ sống như thế nào để không có để cho cái người đó có cái sự nghi ngờ. Cho nên cái này là cái vấn đề cuộc sống của nhau, phải không? Mà mỗi người chúng ta sẽ gặp những cái duyên trong đời. Mình gặp một người đó có khi là người ta không kiểm soát mình, nhưng người ta luôn luôn nghi ngờ mình. Có khi người ta có những lời nói, những có những hành động ích kỷ, ghen tương với mình. Thì tất cả chúng ta đều phải nhận diện đó là một cái chướng mà chúng ta cần có mặt để chúng ta nhận diện, đi với nó. Bởi vì trong cuộc đời này có nhiều khi á, mình tránh cái này mình lại bị cái khác. Vì con người sống với nhau khó khi nào mà chúng ta trôi chảy, không có những cái biến, những cái biến chất trong cái tình cảm của chúng ta cả. Có nhiều khi người đó là một người ích kỷ mà mình lúc đầu mình không thấy thôi, sống chung lâu ngày người đó bắt đầu mới lộ ra những cái tính đó. Không lẽ bây giờ mình dục mình bỏ gì một cái chuyện đó sao mà người đó cũng còn những cái đức tính khác? Thì thôi, lấy tất cả những đức tính, được những đức tính tốt đó để cảm hóa một cái chưa đẹp này, rồi chúng ta cùng nhẹ nhàng với họ. Quan trọng là chúng ta biết nhìn cái chung. Đôi khi á, mình hy sinh nép qua mình qua một chút để cho tất cả mọi người được ở trong căn nhà này nó yên ấm. Mình cũng có quyền lấn ra đó, nhưng mà thôi mình nép một bên để mọi người được ở trong nhà. Cũng giống như mình chịu lỗ một chút để mà con cái mọi người được đầm ấm. Cái này chúng ta gọi là đức hy sinh. Hy sinh là một cái đức, thấy không? Có nhiều khi á, quý vị thấy nhiều khi người vợ, người mẹ là hy sinh nhiều nhất. Nửa khuya con cái nó khóc, nó la cũng người mẹ. Rồi đi làm về mệt nhọc mà con cái cần ăn nấu nướng cũng người mẹ. Dĩ nhiên cũng có người cha, người chồng rất là chia sẻ, nhưng mà phần lớn cái hình ảnh mà cái người chịu nhọc nhiều nhất đó là người nữ. Cho nên Đức Phật thương người nữ. Đức Phật thương cái phận của người nữ mà Đức Phật dạy trong kinh. Và khi mà đi tu rồi thì Đức Phật cũng dặn các thầy phải quan tâm và coi như nâng đỡ cho các sư cô trong cái việc hành đạo của mình. Làm sao để tập trung? Khi mà mình tu tập á, mình dễ bị chi phối. Cho nên mình phải tập một việc thôi. Trong đời sống cũng vậy. Thí dụ như mình ăn uống nước, tập cho mình biết là mình đang uống nước. Mình đang đi, biết mình đang đi. Và trong khi mình ngồi thiền thì tập trung vào hơi thở. Khi mà một chút xíu nó bị suy nghĩ ra ngoài thì mình lôi kéo nó trở về. Thông qua ví dụ như mình ngồi đây nè, quý vị đang chú ý tới Pháp Hòa và Pháp Hòa đang chia sẻ. Nhưng ở xung quanh có thể có người nào đó làm việc này việc kia là chúng ta bị chi phối liền. Thành ra chúng ta rất là dễ bị chi phối. Cho nên bây giờ tập trong đời sống của mình, không phải chỉ khi nào ngồi thiền, mà tất cả mọi việc trong đời sống của mình mỗi ngày chúng ta đều tập trung vào đó. Lái xe tập trung vào việc lái xe. Nói điện thoại tập trung vào nói điện thoại. Nhắn tin á, tập trung vào việc nhắn tin. Nhiều khi nhắn người này gửi qua người kia, đang dũa cái bà kia nhắn qua đúng ngay bả luôn. Bị hoài gì?
Con kính nhờ thầy chỉ, con có người anh mới mất. Người anh con, gia đình người anh con, tức là vợ và con anh con muốn mang hài cốt của người anh ra biển để rải cốt dưới biển khi mới thiêu luôn. Nhưng con không muốn, con nói ít nhất cũng phải để hài cốt gửi về chùa ít nhất cũng phải 100 ngày. Con kính thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Con kính chúc thầy sức khỏe. Khi mà mình muốn rải cốt của một người thân, thật ra thì mình muốn rải lúc nào cũng được, vì trước sau cũng rải. Tuy nhiên, chúng ta là một người sống rất tình cảm. Thí dụ khi khách tới nhà, họ đi ra về, mình sẽ đi với khách ra tới cửa, khách lên xe lăn bánh mình quay vào, để nói lên cái sự hiếu khách. Tới thì mình mời từ cửa vào trong nhà, về thì mình đưa từ nhà ra tới xe, để nói lên cái trọn vẹn đến đi giữa mình với khách. Nếu người khách vừa khỏi cửa thôi, mình quay lưng mình đóng cửa cái rầm, cái tự nhiên mình cho người khách một cảm giác là nãy giờ chắc trong tôi về, mà kẹt quá không nói. Thành thử tôi mới vừa đi ra khỏi cửa thì đóng cửa cái rầm. Đó là mình cho cái người đi về một cảm giác đó. Khi chúng ta chết rồi, nói về mặt tâm linh thì chúng ta cúng bảy thất 100 ngày. Nói về mặt tình cảm thì chúng ta giữ cái tình cảm gia đình đó ít nhất trong vòng 50 ngày, 100 ngày. Nếu vừa chôn xong, chúng ta không nói gì hết, không làm gì hết, tự nhiên thấy có cái gì nó ngắn ngủi trong cuộc đời quá. Sống với nhau mấy chục năm, tang lễ 2 ngày, hạ nguyệt, đi thiêu rồi, mọi việc bình thường. Thì người Việt Nam mình, ông bà mình cảm thấy nó có cái gì nó ngắn ngủi quá, nó lạnh lẽo quá, nó nhạt nhẽo tình người quá. Cho nên chúng ta bảy thất. Như vậy bảy thất đó đó, chúng ta có 2 cách để chúng ta hiểu. Trên phương diện tâm linh thì mình trợ lực trợ duyên cho người này để chuyển nghiệp, để khai tâm, để phát tâm đi về cõi lành. Còn trên phương diện tình cảm con người, chúng ta cảm thấy rằng ít nhất mình giữ người này lại với mình trong mấy tuần lễ này, để bà con cháu luôn luôn nhớ nghĩ khoảng một thời gian 49 tới 100 ngày. Hài cốt cũng vậy, thật ra mình rải liền cũng chẳng sao, nhưng nếu như mình giữ lại như một kỷ niệm vài mươi ngày, rồi sau đó mọi người yên lắng nguôi ngoai, chúng ta rải không gấp gì hết. Và khi đem cốt, muốn gửi ở nhà cũng được, muốn đem vô chùa cũng được, không sao hết. Đừng sợ chuyện đó. Có nhiều người sợ đem về, ở trong nhà mình có khí âm, hay là đem về nhà lộn xộn. Không có gì lộn xộn hết, người thân mình mà. Và quý vị cũng đừng nghĩ là đem vô chùa để cho ba má mình ở trong cái hũ đó nghe kinh. Không có ai trong cái hũ đó. Nếu mà thiệt sự trong hũ đó mà gõ cốc cốc, mình dám ngồi nó má trọng hả má không? Hay là chạy liền không? Cho nên đó là một cái tro bụi chúng ta giữ lại để kỷ niệm trong cái tình cảm con người. Vậy thôi. Chứ không có ai trong cái hũ cốt đó, mà cũng không có ai ở dưới mộ. Mình đi mở cửa mã đó, đi mở cửa mã rồi bắt cái thang để cho ba má đi từ cái thang đó lên. Con gà nó lên còn sập chứ đừng ba má leo lên đó. Cho nên tất cả cái đó chỉ là một biểu tượng, mình làm để tâm mình an thôi. Và quý vị nhớ là mình làm, cái người của mình làm cái gì á, luôn luôn mình nghĩ 2 phần. Một phần cho người chết, một phần cho người sống. Quý vị để ý coi. Cho nên cái đó là cái trọn vẹn, cái tình nghĩa của người Việt Nam mà Đạo Phật thường xuyên dạy chúng ta như vậy. Thí dụ Đức Phật dạy nè, chúng ta hãy làm điều gì không phải chỉ mình vui là đủ, mà phải nghĩ tới cảm nhận của người khác.
Nhiều khi mình nói một câu, mình cười trên sự đau khổ của người khác, mình gọi là chuyện vui. Nhưng mình đâu biết đó là cái đau khổ bị xúc phạm của người ta. Cho nên nó làm một điều gì, mình vui, người khác vui, cả hai cùng vui, thì cái này gọi là thiện. Nhưng cũng đừng làm điều gì mà tổn hại mình mà lợi cho người, cũng chưa phải là trọn vẹn. Phải làm cái điều đó lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Cho nên trong cái nghi lễ cúng kiến của người Việt, càng học Phật thì mình mới thấy rằng đạo Phật đã cho chúng ta một cách sống thật là đẹp, sống từ bản thân mình cho đến người thân. Quý vị thấy không? Đức Phật đã mất mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ Đức Phật vẫn nuôi những người dân Ấn Độ bằng những chuyến hành hương mà Phật tử thế giới đổ về. Ngày nay những cái chuyện gọi là du lịch, khách sạn, ăn uống, những cái sản phẩm người dân, người Phật tử đổ về nước Ấn Độ đi hành hương và giúp đỡ cho cái người dân Ấn Độ có được một cái sự sống tốt. Đó là Đức Phật để lại cái gia tài, cái đời sống cho người dân. Thì cha mẹ của mình, trong kinh nói á, trẻ cha mẹ mà chết á, con cái trả hiếu bằng cách ăn chay tụng kinh. Cái mới đầu mình nghĩ mình vì ai mà mình tụng? Vì cha mẹ mình tụng. Nhưng mà trong khi mình tụng thì mình lại mở mang được cái tâm tư của mình, hiểu biết được lời Phật dạy, cái tự nhiên trời, cuộc sống mình bây giờ nó bình an ra, nó khỏe nhẹ ra. Vậy thì ai siêu luôn? Mình siêu luôn. Vậy không có phải là âm siêu dương thới sao? Người âm thì được siêu, người dương thì được thanh thới, tại sống được hiểu. Rồi mình nói nè, tuần sau cúng dỗ nha, mấy anh mấy chị nhớ về nhà em ăn dỗ. Cúng dỗ. Nhưng mà nói sao? Ăn dỗ. Như vậy là trước cúng sau ăn. Trước vì ông bà cha mẹ là kỷ niệm, nhưng mà cuối cùng con cái được hưởng. Mà cái quan trọng là gì? Con cái có mặt cho nhau trong ngày giỗ của cha mẹ. Đó là cái hay của dân tộc Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam, không bao giờ để cho chúng ta mất nguồn, mất cội, và luôn luôn tạo chúng ta những cái đời sống không phải chỉ vật chất mà phải hướng về tâm linh. Vì chỉ có khi nào chúng ta sống được với cái tâm linh, nghĩa là chúng ta sống được cái bản tâm nhẹ nhàng của mình á, thì cuộc sống mọi người xung quanh đỡ ra. Quý vị để ý, mình ghét cái người đó mà tự nhiên bữa đó mình thấy người đó xuống dốc, cuộc đời họ khổ, cái tự nhiên sao? Thương. Thôi, hồi đó tôi thấy ghét lắm, mà sao giờ tôi thấy nó tôi tội nghiệp quá. Thôi kệ, làm gì làm, giúp nó đi. Cái đó là cái gì? Cái tâm từ bi của mình. Nếu mình không phải là Phật tử, không có cái lương tâm. Lương tâm là gì? Là cái tâm lương thiện mà sống. Không bao giờ nói được câu đó. Cho nên khi nào quý vị mà tha thứ được cho ai, mừng. Vì mình biết lòng của mình sống được với cái thiện lương đó. Nhưng mà đúng hoàn cảnh thì nó phát sinh, nó phát ra, mà nó sẵn có mà mình không biết thôi. Cho nên á, tùy mình á, mình muốn làm sao thì mình thấy rằng cái việc đó lợi cả người sống và người chết. Quý vị thấy trong kinh nó 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người sống. Mà thật là như vậy. Vì người mất mà tụng thời kinh, tụng xong hiểu quá nhiều điều trong đó. Vì người mất mà tới chùa cúng 7 thất, tới cúng 7 thất 7 tuần nghe 7 bài giảng. Tại vì quý thầy thất, mỗi chủ nhật quý thầy giảng, nghe xong 7 bài giảng đó mình cũng thấm nhập được một phần. Nhiều khi xong cái thất nó trở thành Phật tử luôn, cả nhà quy y đi chùa luôn. Vậy người thân mình không độ mình sao? Vậy người thân mình mất là tạo duyên cho mình đó, phải không? Cho nên mình thấy được người âm người dương, đạo Phật độ một cách rất là tuyệt vời như vậy. Hôm nay con đại diện chồng của con, cầu mong thầy nhận đây lòng biết ơn. Nguyện vọng của chồng con trong những ngày cuối đời là được gặp mặt thầy và nghe thầy thuyết pháp. Nhưng chưa có dịp được gặp thầy thì ảnh đã ra đi. Hôm nay con đến đây cũng để thay mặt ảnh thực hiện nguyện vọng của anh.
Con xin nguyện ơn trên phù hộ cho thầy được nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn chị. Và chắc chắn anh cũng đang có mặt ở đây. Thì khi mà mình đi với cái tâm nguyện hướng tâm về người đó thì người đó sẽ có mặt với mình. Và anh cũng đang ngồi đây nghe pháp với mình đó. Mở mấy cái này, này. Thầy cho con hỏi, đám ma người ta đi phúng điếu heo quay có được không? Có người nói không được, là tại sao không được? Có người nói cúng như vậy người chết có tội. Em không có cái vụ này, em không có biết. Bây giờ mình đi đám tang đa phần là chỉ đi hoa, đi trái cây, đi phúng điếu, còn không có ai mà đi điếu con heo quay hết á. Nhưng mà thường là như thế này, mình vì một người nào đó mà mình làm một việc gì đó thì chúng ta với cái tâm thì tốt, nhưng mà chúng ta phải nhìn lại cách làm nó có lợi cho cả hai không. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, quý vị thấy Pháp Hòa bệnh, quý vị đem một cái món ăn nào đó, ví dụ như quý vị nói là cái món đó là món tốt để giữ cho sức khỏe, nhưng mà khi mình làm cái điều đó mình có tác hại đến người khác. Như vậy nhiều khi một mặt này mình giúp người này, mà mặt kia thì lại tổn hại đến cái kẻ khác. Cho nên việc làm của mình vì một người nào đó thì tốt, nhưng mà cái việc làm đó nó chỉ đừng lợi cho người đó mà nó tổn hại đến người khác. Bây giờ á, người chết không hề xúi mình đi điếu bằng cái heo quay. Nhưng mà bây giờ mình đi điếu bằng một con heo quay thì một con heo quay chết vì cái người đó. Phải không? Nếu mà nó là một cái con heo có oán thù thì nó sẽ không happy, nó không vui, mà người khác nhìn vô nó cũng không trọn vẹn cái hình ảnh đẹp. Mình có lòng thì phúng viếng bằng những cái hình ảnh, bằng những cái thức gì đó mà mình thường là người ta đi điếu bằng hoa, trái, bông, đèn hay là tiền, chứ không ai đi điếu cả con heo quay cả. Đó, cho nên mình phải coi lại cái cách mà mình làm việc. Hôm nay chùa Khánh Thành, mình ra quay con heo quay vô cúng chùa để mừng lễ Khánh Thành, thì mình bưng tới thì ai nói gì, nhưng mà nhìn vô nó đâu có được. Đó, thành thử ra cái việc làm gì của mình, mình vì ai đó thì lòng tốt rồi, nhưng hãy nên nhìn lại cái cách làm nó có phù hợp hay không. Làm sao kiểm soát cảm xúc bản thân tốt hơn và thoát ra khỏi vòng tiêu cực? Mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta thỉnh thoảng cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực, có chứ không phải không đâu. Nhưng mà sở dĩ chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta qua được là tại vì chúng ta biết hướng tâm về những cái con đường tích cực khác. Tại vì hễ con đường này tiêu cực thì sẽ có con đường tích cực. Con đường này là cực khổ thì sẽ có con đường của cực lạc. Nếu mình lỡ quẹo qua con đường cực khổ rồi á, thì mình tìm bản đồ quay lại con đường cực lạc. Ngày hôm qua có một Phật tử, bác cũng đang ngồi đây nè, bác mới nói rằng á, mấy Phật tử á, ở đây á, hỏi con á, chùa Tường Vân nằm đâu, chùa Vạn Hạnh nằm đâu, con nói cho họ nhớ cái một à. Quý vị muốn tới chùa Vạn Hạnh thì quý vị đi gì à, xuống chùa Lâm Tỳ Ni. Ai muốn xuống chùa Lâm Tỳ Ni thì lo ra, ai muốn xuống chùa Tường Vân thì lo vô. Biết tại sao không? Lô. Còn Vạn Hạnh thì ở lo gì, thì Lâm Tỳ Ni ở Lawrence. Mà bà nói ai muốn xuống Lâm Tỳ Ni lo ra. Ai muốn tới chùa Tường Vân thì lo vô. Là lô đó. Thì bây giờ con đường nào nó cũng là một con đường.
Nhưng có những con đường nó sẽ không đưa chúng ta tới chỗ hạnh phúc an vui. Cho nên chúng ta quy y pháp. Quy y pháp là trở về nương tựa với một con đường trong sáng chân lý để chúng ta đưa cuộc sống của mình tới chỗ an vui. Thỉnh thoảng có những điều nó đến với mình thì mình lại suy nghĩ tiêu cực. Tại vì nó chưa đến mình chưa nghĩ thôi. Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như là bác sĩ báo cho mình biết là mình mang bệnh nan y. Chỉ mới nói vậy thôi là bắt đầu con đường tiêu cực nó đã có mặt với mình rồi. Rồi. Vậy là tôi sắp chết. Hay là tôi bệnh không thể chữa. Bao nhiêu cái tiêu cực nó xuất hiện. Mình làm ăn. Tháng này thua, tháng này lỗ, cái qua tháng sau lỗ, 2-3 tháng lỗ cái mình đây rồi. Thế nào cũng dẹp tiệm. Tức là luôn luôn con người mình hễ đụng một cái việc gì, mình sẽ sinh ra những cái điều tiêu cực. Thí dụ ngày hôm qua tổ chức lễ khánh thành. Nếu mà coi thời tiết mà 2 ngày hôm nay á là trời âm u và phải sẽ mưa. Mà thầy trụ trì mà thấy tiêu cực á là thấy rầu lắm. Thể đi tới đi lui, thể nói không lẽ tôi làm lễ không coi ngày ông trời không đãi tôi, vân vân. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta ở đây là mình không thể tránh được nếu thời tiết mưa. Cái quan trọng mình suy nghĩ là mây á chỉ là âm u và hơi lạnh chứ không mưa. Mà mây á mưa nhẹ nhẹ chứ không bão tố, bão giông, bão lụt, tornado để mà chúng ta không thực hiện được cái điều mà chúng ta muốn làm. Cuộc sống này nếu nói khó, ai ngồi đây cũng đều có khó hết. Nhưng mà cái quan trọng chúng ta là chúng ta biết chập chững, nhẹ nhàng, lê lết với cái khó của mình. Cho nên á, tiêu cực là điều sẽ có. Nhưng đừng để cái tiêu cực nó lôi mình. Và mình sẽ biết rằng, ủa, nếu mà nó như vậy á, thì nó là như vậy. Mà nếu mình đi ngược lại đường này thì sao? Thì mình nghĩ ra nếu mà bây giờ cái đường cùng là mình tới đây là vậy, nhưng mà nó nếu mà thí dụ không phải vậy là đường gì, thì hãy nên chú tâm tới cái đường tích cực này. Và cái điều này Pháp Hòa nói á, là Pháp Hòa nói cho Pháp Hòa thường thường trong cuộc sống mà có việc gì mà nó tiêu cực nó đến, Pháp Hòa hay nghĩ đến một cái hướng khác. Thí dụ không được cái này thì mình sẽ được cái khác. Pháp Hòa ví dụ như là đi tới chùa đây á, không có chỗ ghim điện chạc phone, không có wifi để xin cái password, là quý vị sẽ toàn tâm toàn ý cam tâm tình nguyện tắt cái phone. Là vì không có điện để chạc, không có wifi. Nhưng mà nếu chỗ này mà có điện cái là đi kiếm. Thà là đừng có, có là tôi phải kiếm. Đấy không? Cho nên nó nhiều lúc đi tới đâu mà không có cái phương tiện nào. Có nhiều khi mình cho mình 5 phút để nghỉ ngơi, 10 phút để mình ngồi, mình đừng có phải bận rộn chuyện gì hết. Thì cuộc sống đôi khi nó phải, chúng ta phải có một cái hướng để chúng ta hướng dẫn mình. Đức Phật gọi cái đó đó là chúng ta phải có một cái tiêu chí và dẫn cái tâm thức của mình. Tại vì tất cả là do, quý vị có nhớ đường đi Tây Thỉnh Kinh ha, có một hôm á thầy trò đường Huyền Trang đi tới cái quả Diệm Sơn thì bát giới nản lòng muốn quay về. Thì Ngộ Không mới hỏi: ngươi muốn đi đâu? Nói: em muốn đi Thỉnh Kinh. Hỏi: Thỉnh Kinh ở hướng nào? Thỉnh Kinh hướng Tây. Quả Diệm Sơn nằm ở đâu? Mãi quả Diệm Sơn nằm ở hướng Tây. Như vậy chỉ có một cách thôi, là phải làm sao dập tắt được ngọn lửa này để tiếp tục hướng đi, chứ còn không có hướng khác. Không có hướng khác. Mà nếu tiêu cực là quay lại, còn tích cực là phải tìm mọi cách. Cuối cùng hỏi ông Tôn Ngộ Không chạy lên trời, kêu cái ông kia lại: tại sao ở dưới trần có cái quả Diệm Sơn? Đại Thánh quên rồi sao? 500 năm trước Đại Thánh đá đổ cái bình hồ lô, cái bình luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân, lửa tam muội nó rớt xuống dưới trần gian, nó trụ tới bây giờ. Cái câu nói đó là gì? Tại sao tôi khổ? Chị quên rồi sao? 500 trước chị cũng gieo nhân thì đây là cái quả. Cái chỗ muốn nói là 500 năm trước Đại Thánh đá cái bình thuốc đó, lửa nó rớt xuống đây, thì mình cũng thế thôi. Trong cuộc đời này, việc gì mình gặp đều phải có nhân quả. Chẳng qua mình không thấy thôi, mình không biết thôi.
Nhưng mà đừng có để cho nó lui sụp mình, mà phải tìm cách chuyển nghiệp. Bây giờ lửa thì phải lấy quạt. Quạt gì? Quạt ba tiêu thổi cho nó. Hãy bị cái gì thì phải tìm cái phương thuốc đó trị nó. Cho nên cái câu chuyện chỗ đó để muốn nói với chúng ta, những điều bất trắc, những điều khó khăn, những điều tiêu cực trong cuộc sống chắc chắn phải có. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nhưng mé bên kia là chỗ an vui. Qua được cái này, qua được cái ải này thì ta tới. Cái quan trọng là chúng ta có tâm trí muốn chuyển nghiệp hay không. Mình có tâm trí muốn chuyển nghiệp thì nghiệp nó sẽ chuyển. Dù nó không chuyển được nhiều, nhưng ít ra nó cũng làm cho tâm mình được nhẹ nhàng. Vì mình hiểu tất cả không ngoài nhân quả nghiệp chứ. Và chúng ta có tiếp nhận cũng không phải tiếp nhận một cách Tôn Ngộ Không rồi đó không biết á, chửi bới sùm tới hồi lên biết của mình làm rồi thì sao, im lặng chấp nhận mà giải quyết vấn đề thôi. Cho nên á, đó, chúng ta là một đoàn người đi thỉnh kinh. Mỗi bản thân chúng ta là một huyền trang. Tham, sân, si là ba đứa đệ tử của mình. Nó đi với mình trọn vẹn từ bây giờ cho đến hết kiếp, gọi là đoạn đường thỉnh kinh đó. Nhưng mà cuối ngày, cuối đời, mình có được chân kinh hay không tùy theo cách chúng ta giải quyết những chướng ngại trong đời. Đừng bao giờ nghĩ đi mà không có chướng ngại. Như cái đoàn đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang 81 nạn. Nhưng muốn thỉnh chân kinh không cách khác. Muốn tới chỗ bến bờ an lạc không cách khác. Hay nói cách khác, muốn sống một cuộc sống an nhàn không thể rời tham sân si. Phải tiếp nhận tham sân si như ba đứa đệ tử của mình. Nhưng với cái tâm lực của mình cảm hóa tham sân si cho đến ngày viên mãn chuyến đi. Viên mãn chuyến đi là khi nào mình an nhiên ra đi với cuộc đời này. Cho nên cái chỗ mà đó là chúng ta để ý ha. Không có cái trở ngại nào chúng ta không vượt được nếu chúng ta có được cái chí lực đó. Rồi mình một câu nữa là mình nghĩ nha. Con chào thầy. Con muốn hỏi, con hay nhăn, lúc mẹ con kêu làm đồ ăn, lấy đồ, bây giờ con phải làm sao để con bớt cái nhăn? Cầm bằng ủi theo. Mỗi lần nó nhăn chỗ nào ủi chỗ đó. Cái người mà hay nhăn á, nó cũng là một cái tập nghiệp. Cái người hay càm ràm cũng là một tập nghiệp. Nghiệp là gì? Là những thói quen chúng ta thường làm mỗi ngày, lâu ngày nó thành một cái thói quen. Nhưng nếu cái đó là cái tốt thì chúng ta là nghiệp tốt. Thí dụ, bất cứ chuyện gì mình làm, mình xoay qua, lỡ mình đụng ai, mình cũng đều thốt lên cái tiếng xin lỗi. Thay vì mình tùy việc nha, ai đụng mình cái bộ đuôi hả? Thấy đường không? Tức là mình luôn luôn có những cái react, nó rất là khó chịu. Nhưng mình tập thành một cái thói quen, dù đụng người đó ai lỗi cũng vậy, mình cũng đều một câu xin lỗi. Cái này cũng là nghiệp chứ gì. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Nghiệp không chọc chúng ghét, nghiệp không làm người ta ghét mình, mà là cái nghiệp lúc nào cũng sống bằng cái tâm khiêm cung. Còn mình á là tùy chuyện nha. Thật ra mình ai cũng có nghiệp, nhưng mà mình hãy tập cho mình một cái nghiệp thiện nhiều hơn. Cho nên nhăn không có tội, nhăn nhó không có tội, nhưng mà lâu ngày nhìn nó xấu xí. Cho nên bây giờ học bài kệ ha. Hồi nãy mình hát cái bài đó, giận nhau để chi, cũng là một cái bài thiền tập để mình nhớ đó. Không, cái giận làm tôi xấu, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Nhiều khi mẹ mình nhờ mình việc gì đó mình nhăn, nhưng sau đó mình suy nghĩ, nếu trong vòng 1-2 năm nữa mẹ không còn nhờ mình nữa thì mình sẽ rất là nhớ cái này. Vì trong cuộc đời này á,
cha mẹ người thân mình sẽ không bao giờ mãi mãi kế bên mình để nhờ vả gì mình đâu. Cho nên khi mình thấy người đó nhờ vả mình thì mình không vui, nhưng suy nghĩ rằng nếu lỡ một mai vô thường đến, người đó không còn gặp mình nhờ mình nữa, thì mình sẽ rất là nhớ việc này. Nghĩ như vậy cho nên rồi mình nhẹ nhàng vui vẻ tiếp tục công việc đó cho người đó. Thỉnh thoảng á, mình sẽ rất bực những người thân của mình, nhưng suy nghĩ lại đời sống của họ đâu còn mấy ngày nữa đâu. Nhất là người lớn tuổi, họ hay làm hay nói những cái điều mình bực bội vì mình tuổi trẻ, mình nhanh nhẩu, mình nóng nảy, thì đôi lúc mình bất đồng với những điều người lớn tuổi làm. Và như vậy, những lúc như vậy mình suy nghĩ lại, bác này đâu còn mấy ngày nữa, thôi mình bực bội với bác làm gì, được như bác cũng là quý rồi. Nhiều khi mình nghĩ một cái điều khác đi để cho cái sự việc nó nhẹ nhàng ra, như hồi nãy tiêu cực với tích cực vậy đó. Trong cuộc sống là cái quan trọng chúng ta biết xoay lại nhìn cái việc khác để cho cái việc này nó tốt hơn. Pháp Hòa hay ví dụ á, nhiều lúc mình đâu có thích ăn cái món đó đâu, nhưng mà lỡ gấp nhầm nó, thiên hạ người ta ăn, người ta thích thấy mồ luôn, tại mình không thích thôi. Bây giờ giữa bàn ăn nhả ra thì nó kỳ, nuốt vô được không? Được. Mình hay nói nuốt đại đi, chết một tay người ta nào đâu. Nhưng mà thật sự nuốt vô một cái nó đắng, nó cay, khó chịu lắm. Nhưng mà chỉ mấy phút thôi là mình trạng thái mình trở lại bình thường. Cuộc sống có đôi lúc mình gặp những cái điều mình không thích, những điều mình không như lòng, nhưng mình nói ra một cái là nó bùm xè, nó tùm lum hết. Thôi nuốt đại một cái đi, nó không có sao hết á, mà mọi việc nó sẽ được yên. Và đôi lúc Pháp Hòa gặp trường hợp vậy, Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy, rồi mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng. Một miếng khổ qua mình không thích, một miếng ớt mình không thích, nếu mình muốn nhả thì phải nhả cho thật khéo léo, để người khác không có gớm nhòm cái sự không thích của mình. Còn mình muốn nuốt thì nuốt một cái để cho sự việc nó được yên. Thôi thì hôm nay chiều này Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng qua cái phần trả lời câu hỏi, thì câu hỏi còn rất nhiều nhưng thời gian chúng ta không còn. Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây, rồi hẹn lại quý vị trong một dịp khác. Trước hết là chúng ta xin nhân cơ hội này để chúng ta cảm ơn thầy trụ trì cũng như ban tổ chức đã tổ chức hai cái ngày lễ khánh thành một cách rất là tốt đẹp. Và cái ngày đặc biệt là ngày hôm nay, ngoài cái việc chúng ta trở về đây để mừng lễ khánh thành, chúng ta còn tham dự hai thời pháp thoại để mở mang được cái sự học Phật của mình và giúp cho mình hiểu Phật Pháp nhiều hơn, hiểu được lời Phật dạy nhiều hơn để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Và đó chính là cái ý nghĩa cao đẹp cho mỗi cái buổi đại lễ chúng ta làm. Thì chúng ta không phải chỉ tới chùa mừng vui một cái ngày gì đó rồi chúng ta đi về, mà chúng ta còn học hỏi được gì đó để chúng ta làm hành trang trong cuộc sống của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi đây suốt từ sáng tới giờ. Hôm nay quý vị ngồi hơi nhiều phải không? Ở nhà đâu có ngồi dữ vậy phải không? Đó, nhờ như vậy mình mới thấy á, sống chung với chúng nó có một cái lợi lắm. Mình tu một mình là dễ giải đãi, và tu với đại chúng là sự tinh tấn mình rất là cao. Vì người ta làm mình sẽ làm theo, mình làm ngược đi không được. Thôi chúc đại chúng vui vẻ, chúng ta hồi hướng.